Chào anh em, rất nhiều anh em yêu cầu tôi làm riêng một clip về phần chỉnh sửa tin nhắn ảnh trên phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo. Thì theo yêu cầu của anh em thì nay tôi sẽ test cho anh em cái phần chỉnh sửa tin nhắn ảnh. Thì đầu tiên tôi sẽ bật cái đầu chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì trước khi test có một cái điều lưu ý cho anh em. Đấy, ví dụ anh em có gửi lô đề bằng tin nhắn ảnh anh em nhé, ví dụ như lô 33445566 chẳng hạn đấy, khi anh em muốn chỉnh sửa thì anh em không thể nào mà anh em xóa được những người đi, trừ những em giỏi Photoshop thì anh em có thể là xóa những cái số này đi. Còn cái cách thông thường, một cách dễ nhất là anh em có thể là thêm con số anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ test phần mềm cho anh em. Đấy, đầu tiên tôi sẽ chụp cái tấm ảnh này lại và gửi cho họ vào Zalo này. Đấy, tôi sẽ chụp ảnh anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chụp này. Đấy, và tôi sẽ gửi cho họ anh em nhé. Đấy, ví dụ mình chụp ảnh này. Đấy, lô 33445566. Đấy, ví dụ mà những con này không về thì anh em có thể thêm số, anh em thêm số 7788 tùy anh em. Đấy, chỉ có thêm số thôi. Còn anh em nào muốn mà chỉnh sửa tất cái này thì anh em phải qua cái hệ thống Photoshop anh em nhé. Đấy, gửi sang máy chủ lưu này. Đây anh em này. Đấy, máy chủ lưu đã nhận cái tin nhắn ảnh của mình anh em nhé. Tôi sẽ mở ra này. Đấy. Đây anh em này. Thông thường chủ lô họ sẽ ok lại anh em nhé. Đấy, ok xong tôi sẽ cho anh em xem. Ok này, anh em xem này, nội dung tin nhắn này. Đấy, anh em này, lô 334455 vào lúc là 16:12 anh em nhé. Vào lúc 16:12 họ ok lại cho mình này. Đấy, vào lúc cũng đồng giờ luôn anh em nhé, 16:12. Đấy, đây là tin phần tin nhắn ảnh. Anh em có thể là thì tôi sẽ để đây 2-3 phút sau tôi chỉnh sửa và tôi sẽ giải thích cho anh em này. Anh em chú ý này. Đây bây giờ 2:18 anh em nhá. Tôi sẽ để lên thành 3-4 phút. Thì cái tin nhắn ảnh này, đấy mình đã ghi được 334455. 334455666 mình đã gửi cho họ rồi. Đấy, anh em có thể là dùng qua công nghệ số là anh em sửa 33 thành 44 nếu anh em yêu cầu, thì chúng tôi hỗ trợ, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ cho, được cho anh em về cái bóc những con số đi và chuyển thành con số khác anh em nhé. Đấy, còn cái cách đơn giản nhất mà anh em làm thì anh em có thể ghi thêm số là 77 này hoặc 88 anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ ghi thêm con số là 77. Đấy, tôi sẽ ghi thêm số 77 anh em nhé. Tôi sẽ chụp lại, một lát nữa tôi sẽ lấy cái ảnh đó thì tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, mình chỉ cứ ghi thêm thôi anh em nhé. Đấy, ghi thêm 77 này. Đấy, hoặc là anh em có cái nhu cầu để mà mình thay đổi thành con khác thì anh em cứ liên hệ cho tôi. Đấy, tôi sẽ làm cho anh em. Như anh em phải là thông thạo về cái kỹ thuật số. Đấy, phần mềm kỹ thuật số là anh em có thể là tẩy rửa con số anh em nhé. Đấy, bây giờ là 3:41 thì tôi sẽ để thành 4 phút, tôi chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái thời gian khi chỉnh sửa anh em nhé, nó sẽ không bị thay đổi. Đấy, với anh em ở bên nước ngoài mà có nhu cầu cài đặt phần mềm mà anh em không về được thì trung tâm có những đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề xâm nhập mà anh em và cài đặt cho anh em. Với anh em ở trong nước ấy thì trung tâm có những cơ sở ở miền Nam thì trung tâm cơ sở gần bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc thì chúng tôi cơ sở gần bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào trực tiếp anh em cài phần mềm chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, còn anh em nào mà không có thời gian đi được thì chúng tôi sẽ xâm nhập máy của anh em và cài trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, vừa nãy mình đã thêm con 77 anh em nhé. Đấy là 4:31 rồi. Bây giờ tôi sẽ vào, tôi sẽ thay thế cái ảnh mình vừa chụp thành cái ảnh vừa nãy anh em nhé.
Vừa nãy thì mình chỉ có 66 thôi. Thì bây giờ mình thêm số, mình sẽ chỉnh sửa cái nội dung và cái hình ảnh vừa nãy anh em nhé. Đấy, vừa rồi. Ok anh em chú ý máy chủ lô này. Ok, tôi đã sửa xong rồi. Bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé. Đấy, xem hình ảnh nó khác nhau không. Ok này. Đấy, vào này. Đấy, vào Zalo này. Ok này. Đấy, vào Zalo này. Đây anh em này, thời gian anh em chú 16:42 16:12 ngày 17 tháng 3 2020 16:12 hôm nay. Ok lại cũng là 16:12. Đấy, lô 66 đã được ghi thêm. Ảnh đã được ghi thêm con 77 anh em nhé. Đấy. Thì anh em đây là cách đơn giản nhất để cho anh em chỉ là ghi thêm số. Và anh em chụp lại cái hình ảnh đó, sau đó thì anh em vào phần mềm, anh em thay đổi cái ảnh lúc trước mình đã gửi. Thì anh em có yêu cầu để chúng tôi làm Photoshop giúp anh em. Đấy, ví dụ 33 này chúng tôi sẽ có thể là làm Photoshop thành con khác. Thì anh em cứ liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho nhân viên thay đổi cho anh em cái hình ảnh đó cho anh em. Đấy, thì anh em có nhu cầu, anh em lên trực tiếp cơ sở của chúng tôi. Anh em cài đặt phần mềm trực tiếp với anh em bên nước ngoài thì chúng tôi xâm nhập máy của anh em và cài đặt cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip.